Kính chào quý khán giả, tình trạng nhiều mây, có sương mù và có nơi có mưa nhỏ tiếp tục duy trì tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ. Phải đến trưa chiều trời mới hửng nắng, với nhiệt độ cao nhất tại khu vực này phổ biến trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, do nắng xuất hiện ngay từ sáng và cường độ nắng cũng mạnh hơn, nên nhiệt độ cao hơn hẳn các tỉnh phía Đông và dao động từ 27 đến 29 độ, có nơi còn 30 độ. Thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế cũng giống với khu vực phía Đông Bắc Bộ. Khi sáng có sương mù nhẹ, sau đó thì trời chuyển nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Mặc dù đang trong thời kỳ mùa khô, nhưng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã xuất hiện những cơn mưa dông trái mùa. Dự báo là những cơn mưa dông còn lặp lại ở một vài nơi thuộc phía Nam Tây Nguyên và ven biển các tỉnh Nam Bộ trong chiều tối mai, nhưng với lượng không đáng kể. Còn ban ngày thì những khu vực này vẫn có nắng, với nhiệt độ tại Tây Nguyên phổ biến từ 31 đến 33 độ và tại các tỉnh thành Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Một số nơi ở miền Đông Nam Bộ thì vẫn có nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió đông đến đông nam mạnh cấp 4, cấp 5. Còn quần đảo Trường Sa có mưa dông, gió cũng hoạt động với cường độ cấp 4, cấp 5, nhưng trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy và gió rất mạnh. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.